Anh suốt ngày chơi game thôi, chả chịu tập luyện gì cả. Trông anh có khác gì bộ trưởng ngoại cốt không? Em biết chó gì, người ta đang luyện tập từ đầu óc nhanh nhạy, em được làm cái gì? Em chán anh lắm rồi. Thôi, em gọi lớp dự phòng em tới đây. Alo anh à, anh tới đi. Cái gì cơ? Em có lớp dự phòng tới bao giờ vậy? Sao không nói cho anh biết? Thằng ấy có gì tốt ở đây? Hả? Hả? Cái gì cơ? Nó là cái đẹp trai, nhà giàu cơ bắp ra. Thì nó có gì ở đây? Ủa? Sao em lại bỏ anh cho nó? Anh còn chưa kể với em là anh có thể hít đất 50 cái mà không thở ấy nhá. Anh giỏi thì anh ra solo với anh đấy xem nào. Round 1. Sao anh yếu thế? Người ta chống đẩy được 100 cái mà anh cái thứ 5 là anh đã thở rồi. Tưởng gì? Có giỏi thì ra solo gặp bụng mình người ta xem nào. Ok. Round 2. Đấy, anh biết anh với căn nhà đang xây giống nhau ở điểm gì chưa? Bởi vì anh không có cửa đấy. Ây, cái gì nó cũng hơn tôi. Tại sao ạ? Em lại bỏ tôi cho nó.